Hôm nay mình sẽ không giới thiệu một bộ dàn xem phim hay là một phòng trong phòng All in One nữa, mà sẽ là một căn phòng karaoke kết hợp nghe nhạc với phong cách hiện đại. Thì bây giờ mình cùng bắt đầu nhé. Thì ban đầu nhu cầu của khách chỉ là dời bộ dàn từ trong phòng bên trong. Khách cải tạo cái phòng ngoài này là một cái phòng giải trí riêng biệt thay vì là giải trí ở trong phòng khách. Đó, thì bên mình đã tư vấn cũng như là hỗ trợ dời bộ dàn miễn phí. Đồng thời là có tư vấn cho khách xử lý tiêu âm, cách âm cho cái phòng này nó đạt hiệu quả. Thứ nhất là nó phải đảm bảo là tại vì con của khách có chơi trống nữa. Đó, nó phải cách âm rất là tốt. Và anh chủ thì lại thích nghe nhạc, nên mình phải tư vấn một cách nó hài hòa giữa cả hai yếu tố là karaoke, chơi trống hay là nghe nhạc, nó đều phải đảm bảo. Đầu tiên là phần karaoke á, loa khách sử dụng đó là con Electrovoice EV30M. Đó. Rồi còn khách nghe nhạc sẽ sử dụng là bộ kép LS60 màu xanh. Đó. Thì với những cái cặp loa, những con loa cũng như là cái thiết kế của cái phòng ban đầu nó là một cái màu trong màu trắng. Đó thì mình có tư vấn khách sử dụng những cái tấm ốp tiêu âm, cách âm dạng module. Và nó sẽ có những cái ưu điểm như là thi công là nhanh nè, và không có bụi. Và thiết kế nó dựa trên một cái form, thành ra là mình hoàn toàn mình có thể tận dụng lại sau này nếu mà cái không gian này chúng ta muốn dời đi cái vách này ở một cái không gian khác, điều đó vẫn đảm bảo được. Và căn phòng này với tiến độ sẽ trong vòng chỉ là 2 ngày thôi nha các bạn, là sẽ bàn giao phòng luôn. Tuy nhiên nó vẫn đang còn trong giai đoạn thực hiện và mình quay video cho các bạn coi luôn. Đồng thời hôm nay mình sẽ có một vài lưu ý nhỏ dành cho các bạn trong cái quá trình mình thi công cũng như là mình set up bố cục từ hệ thống đèn nè, loa nè, rồi mình sẽ bố trí những cái nội thất phù hợp cho cái phòng mình, nó đáp ứng theo cái nhu cầu của mình luôn. Thứ nhất mình nói về hệ thống đèn đi nha. Thì ở đây nó có một cái yếu tố ở vị trí mình ngồi ở đây, ghế salon nè. Khi mà mình ngồi á thì cái ánh đèn trực tiếp từ các bóng ở phía trên trần nó đang rọi thẳng vào mặt luôn. Đó, thành ra là bạn Thiên bạn đang là set up giờ quay cái hướng đèn lại để nó đánh vào vách. Nó vừa làm cái không gian nó sang trọng cái vách của mình và nó cũng đảm bảo cho mình khi mà trải nghiệm nó không bị chói. Và với cái nhu cầu của khách đó là cái công năng của phòng này nó sẽ gồm 3 công năng chính, đó là việc karaoke nè, kết hợp với nghe nhạc. Và con của khách còn có cả chơi cái hệ trống phía sau nữa nè. Đó. Thì bên mình cũng đã tư vấn cho khách về cái cách xử lý âm học cho phòng. Đó, thứ nhất là các vách. Đó, mình sẽ bố trí một cái tấm module. Cái loại này là module với cái gỗ bên ngoài là CNC và cái bề mặt của gỗ này nó CNC theo hình dạng chúng ta có thể quyết định được và cũng như là màu sắc. Đó. Chúng ta có thể lựa chọn thoải mái, thậm chí là cái tấm nền ở phía sau này nè. Ở đây là cái tấm nền cách âm. Tấm nền cách âm này nó dày là 5 phân. Với cái vật liệu này á, chúng ta sẽ kết hợp được cả hai yếu tố, đó chính là vừa cách âm và tiêu âm. Thì cái việc tiêu âm á, với những cái tính toán về cái độ, những cái lỗ này nè, những cái khe hở này nè, nó sẽ cho chúng ta một cái không gian mà nó cái chất âm nó được tự nhiên. Còn nếu mà chúng ta bố trí một cái dạng mà nó nhiều lỗ hay là nó quá trống đi á thì nó sẽ bị gọi là bị thiếu tự nhiên cho căn phòng, khi mà chúng ta nghe nhạc nó lại rất là khó chịu, hoặc là karaoke nó sẽ thiếu cái độ vang. Rồi thì các vách còn lại ở vách bên hông, các cửa đi cũng như là cái phía bên sau thì nó sẽ là kính. Thì khách cũng muốn là do là chơi âm thanh ở cường độ lớn, nhất là cái hệ trống á, nên á, thành ra mình cũng có tư vấn khách dùng cái loại rèm hai lớp nè. Đó, và rèm cũng khá là dày nữa các bạn. Đồng thời á, nếu mà chúng ta muốn xử lý thêm thì có thể là bố trí thêm loại kính hợp để cho cái những cái vách này nó sẽ là hai lớp kính, thì khi đó cái hiệu quả cách âm nó sẽ rất là tốt nha các bạn. Và tiếp theo cái phần mình lưu ý về các vị trí mà chúng ta treo tivi. Đó, chúng ta sẽ nên lưu ý là cái phần vách, khi mà chúng ta bố trí cái tivi á, nó sẽ cần một cái khoảng trống của vách để đảm bảo cái việc là tivi nó có thể đẩy sát vào trong tường, nó không bị phô ra phía trước.
Đó thì chúng ta phải tính toán được cái phần batch, camera có thể quay được cái phần trong vách nè. Ở phía trong này cái phần batch nó sẽ nằm sát luôn, tức là tivi nó sẽ sát vách nhất có thể. Đó, chúng ta phải nên lưu ý cái phần đó. Đồng thời các vị trí ổ điện nè, chúng ta cũng phải lưu ý cái cao độ để khi làm vách á, sau này chúng ta sẽ có ở đây nó sẽ có một cái kệ tivi nữa. Đó, thành ra là cái cao độ của cái ổ cắm này nó phải đáp ứng đúng. Đó. Rồi, thêm một cái về len chân tường nha các bạn. Trước khi chúng ta làm vách, nếu mà cái len chân tường của chúng ta ở trạng thái nó vẫn còn sử dụng lại được thì mình nên tận dụng lại luôn, bởi vì nó đang rất là hợp về cái tông màu của phòng rồi. Căn phòng hiện tại nó vẫn chưa được hoàn thiện nên cái phần loa nghe nhạc nè mình sẽ không có thể test được nha. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe về cái độ cách âm của căn phòng này nó đạt hiệu quả đến mức nào nha. Hiện tại là mời bạn Thiên mở một đoạn nhạc nó có thể là mô phỏng được tiếng trống nha bạn Thiên. Cái từ 98 decibel tối đa, hiện tại là nó đang ở mức là chỉ dao động trong khoảng là 70-60 mấy thôi, mà ở ngoài trời hiện đang là có mưa nữa đó, thành ra là cái việc cách âm của cửa kính là nó đã đảm bảo rồi. Bây giờ mình thử luôn cái phòng bên trong xem như thế nào nha các bạn. Hiện tại đó ở trong phòng nó cũng chỉ có là 70-60 mấy decibel thôi đó, với cái việc mà cách âm xử lý âm học như vậy thì các bạn cũng đã thấy được cái hiệu quả của việc xử lý này nha. Không gian này nó chill quá các bạn ơi. Thì vừa rồi thì các bạn thấy mình giới thiệu với các bạn cách để xử lý các âm học cho một căn phòng kết hợp là karaoke, nghe nhạc và có chơi nhạc cụ như là trống hay là đàn piano rồi. Thì các bạn cảm thấy như thế nào hãy để lại bình luận bên phía bên dưới nha. Và đừng quên nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh của Thiên Vũ. Và đồng thời mình cũng sẽ có thêm những cái động lực để ra những video tương tự về các phòng chuyên dụng như thế này ha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.